Hello các bạn, mình là Chin Chin và hôm nay chúng ta sẽ học 3 idioms về chủ đề relationships. Thành ngữ thứ nhất đó là tie the knot, có nghĩa là kết hôn, get married. Hoặc là các bạn có thể dùng một cụm từ khác là get hitched. Với một ví dụ về tie the knot, kết hôn ha. I'm going to tie the knot next month. I'm so excited about my future marriage. Tôi sẽ kết hôn vào tháng tới và tôi rất vui về cuộc hôn nhân trong tương lai của mình. Và một ví dụ về cụm từ get hitched. He's getting hitched to his college sweetheart. Anh ấy chuẩn bị kết hôn với người yêu thời đại học của mình. Thành ngữ thứ hai đó là in the heat of the moment. Say or do it without thinking because you are very angry or excited. In the heat of the moment. Có nghĩa là khi mà các bạn nói một cái gì đó mà không suy nghĩ kỹ bởi vì lúc đó bạn quá giận hoặc cũng có thể là bạn quá phấn khích. Many people have said in the heat of the moment things that they have regretted afterwards. Nhiều người trong lúc nóng giận đã nói ra những điều mà sau đó họ đã phải hối hận rất là nhiều. Thành ngữ thứ ba đó là be made for each other, có nghĩa là sinh ra để dành cho nhau. Men and women are made for each other, physically and psychologically. Đàn ông và phụ nữ sinh ra là để dành cho nhau, cả về mặt thể chất lẫn về khía cạnh tâm lý.